năm bước khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn khi bạn đầu tư vào bản thân mình là bạn đang đầu tư vào tương lai của mình hãy thực hành ngay những điều sau đây điều thứ nhất hãy dành thời gian thoát khỏi cuộc sống bận rộn của bạn để kết nối với thế giới bên trong bạn hãy tắt điện thoại di động tắt tv tắt máy tính hãy ngồi xuống trong vài phút và nhắm mắt lại hãy hít thở và tập trung vào chính mình khi bạn tập trung chú ý vào thời gian hiện tại bạn có nhiều năng lượng hơn để sáng tạo khi tâm trí của bạn đi lang thang đến tương lai hoặc quay về quá khứ là điều rất bình thường chỉ cần bạn nhận thức được điều đó ổn định bản thân và quay trở lại thời điểm hiện tại khi bạn ở hiện tại bạn có thể sáng tạo nhiều nhất hãy tự hỏi bản thân mình tôi muốn gì trong cuộc đời mình hãy dành thời gian trả lời cho câu hỏi này khi bạn bắt đầu suy ngẫm và suy nghĩ trả lời cho câu hỏi này bộ não của bạn đang thay đổi khi bạn khiến bộ não của mình hoạt động theo những trình tự mới những khuôn mẫu mới và những sự kết hợp mới đó là những bước khởi đầu để thay đổi suy nghĩ của bạn hãy hình dung thật rõ về tương lai của bạn muốn trải nghiệm để dạy cho cơ thể bạn cảm nhận rõ ràng cảm xúc đó khi bạn mở mắt ra hãy nghĩ về những việc bạn phải làm những lựa chọn bạn phải thực hiện những bước bạn cần phải thực hiện xem đi xem lại chúng nhiều lần bạn không thể có một tương lai tốt đẹp nếu bạn chấp trước vào những vấn đề trong quá khứ. Hãy quyết định những suy nghĩ mà bạn có thể mang đến tương lai của mình. Viết nó xuống. Những suy nghĩ giống như là Tôi không thể. Nó quá khó. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đó là đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài. Hãy quyết định xem bạn nên thay đổi hành động gì. Hành vi, hành động, hoặc thói quen vô thức nào bạn nói chuyện như thế nào bạn có hay phàn nàn đổ lỗi hay bào chữa hay không chỉ cần ý thức những hành vi đó và không bao giờ lặp lại nữa bạn phải quyết định những cảm xúc nào không còn phục vụ cho lợi ích cao nhất của bạn rời đi có nghĩa là nếu bạn muốn giàu có thì đừng tập trung vào sự thiếu hụt nếu bạn muốn khỏe mạnh hãy giải phóng sự bất can và sợ hãi bạn hãy bắt đầu điều chỉnh cơ thể mình theo một tâm trí mới nếu bạn làm điều này mỗi ngày tính cách của bạn sẽ tạo ra thực tế cá nhân của bạn và tính cách của bạn được tạo thành từ cách bạn suy nghĩ hành động và cảm nhận của bạn hãy thay đổi chuyển từ tiêu cực thành tích cực bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình